Bé đây. Con xin chào ngài, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Chín, con là người ngoài đạo, con ở Bảo Lộc xuống ạ. Vâng, đây là một người ngoài đạo, thưa anh chị em, từ Bảo Lộc xuống, chúng ta cho một tràng pháo tay chào một người ngoài đạo. Đâu, không phải con. Con là người ngoài đạo mà con là được cháu con cho một cái máy rồi con về con nghe. Và con bị bệnh là đau đau xương hợp từ đầu đến chân, rồi là bị thải hóa rồi cổ, rồi lưng, rồi là đau tê chân, rồi bị trượt xương sống, rồi bị bệnh đau đau và đau vô tử. Mà khi đến với lòng thương xót của Chúa thì con đã được Chúa chữa lành bệnh cho con ạ. Rồi về quê thì tạ ơn Chúa bằng cách nào đây? Con thì tạ ơn Chúa là vì con có nghe mẹ của cha và cha được nói là nên dành một tí tiền để làm ra gửi cho cha để làm lòng bạc ái cho mọi người. Thì con cũng đồng viên trong gia đình con là chồng, người con dâu, người con trai. Con hàng tháng hàng tuần, con nhận lương hàng tuần, chồng thì hàng tuần, con có đi một tháng hai lần. Thì là con cho con heo để con gửi cho cha làm bạc ái. Cả của chồng, con dâu, con gái trai với con, rồi hai vợ chồng với con dâu với con trai, rồi chị đặt lại một người ngoại đạo mà đem heo đến cúng cho lòng thương xót Chúa, không phải là cúng heo mà quay. Chúng ta thấy có nhiều người ngoại đạo được ơn của chỗ này chỗ kia rồi đem con heo quay đến cúng, chúng tôi thấy gì nó kỳ quá. Chỗ thì mùi hương khói thì ầm ĩ lên, rồi thì heo quay, rồi thì vịt quay, rồi thì gà quay đầy hết lên, rồi mâm xôi các thứ. Chúng ta phải nói cho họ đừng nên làm như vậy. Tốt nhất là con heo đất này là giúp cho người nghèo. Bìa hỏi họ tạ ơn bằng một con heo quay đó, để đó quay ăn được không? Không. Mà ruồi muỗi nó bâu lên rồi đem cho những người nghèo, người ta ăn đau bụng có ích lợi gì không? Không. Mà mỗi con heo quay như vậy cả mấy triệu bạc. Phải nhắc, đáng nghĩa những người có trách nhiệm ở đó phải nhắc cho những người đó là không nên làm như vậy. Đây là cách tốt nhất để tạ ơn Chúa, một người ngoại đạo họ làm, trong khi những người có đạo không biết mình có làm chuyện đó hay không. Mà người ngoại đạo biết tạ ơn Chúa bằng cách chồng cũng không có đạo, vợ cũng không có đạo, con trai con dâu không có đạo hết, nhưng mà cứ mỗi tuần góp hai lần được con heo đem đến đây để tạ ơn Chúa, chia sẻ cho người nghèo. Cho tặng lại con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con, một người ngoại đạo được ơn của Chúa và tạ ơn Chúa bằng toàn heo đất cho lòng bác ái.